chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuống nha. Lời đầu tiên, Xuống xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuống trong suốt thời gian qua. Và quý vị ơi, với tiêu đề hôm nay thì tất cả chúng ta đều biết đến nhà Xuống để chúng ta cùng thực hành làm cài hoa sao nhái thì làm như thế nào, mời các bạn cùng vào trong và cùng thực hiện với Xuống nha. Xin mời. Thank you.
Và như vậy là cành hoa sao nhái của chúng ta đã hoàn thành rồi. Lời cuối cùng, xuống xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy cho xuống một like, một đăng ký để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Năm Xuống. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye bye. Bye.